Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Các bạn đã thấy gì chưa? Blorentino các bạn nhá. Và các bạn yêu cầu rất nhiều về vị tướng Florentino. Anh Cương Lao ơi, làm vị tướng này thì hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng Florentino. Và mình không hướng dẫn. Tại vì sao là như vậy? Bởi vì Florentino là một vị tướng mình chỉ chơi cơ bản thôi. Mình chơi không tốt cho nên mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng không sao, clip này các bạn xem các bạn sẽ thấy được cái điều thú vị của Cương Lao trong clip này các bạn nhá. Đầu tiên, trước khi đến với clip này thì hy vọng các bạn nào có nhu cầu muốn nick từ 700.000 trở lên thì hãy nhắn tin vào số Zalo các bạn nhá. Mình sẽ tìm nick theo yêu cầu của các bạn và chắc chắn rằng 700.000 nó sẽ xứng đáng với đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Nó sẽ rất là tuyệt vời và đừng quên nhắn tin vào số Zalo nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cầm Florentino đi rừng các bạn nhé. Thực sự để mà gặp Florentino thách đấu hoặc top 1 Florentino thì mình đã từng gặp và đánh rất nhiều. Và mình đã thấy những người ta ở giai đoạn đầu game cân 3, cân 4 là chuyện rất bình thường. Thì clip này thì các bạn Cương Lao cũng không khác như vậy đâu. Đấy, chẳng qua là mình chỉ là một, đấy là một vị tướng cơ bản của mình thôi. Thì các bạn hãy xem cách của mình chơi, ok đơn giản thôi. Mình sẽ không hướng dẫn và không nói về cái bộ combo hoặc là như thế nào cả. Đây, đầu tiên mình sẽ nâng chơi một chọc hoa, một hoa, hai hoa, ba hoa. Rất là cơ bản các bạn nhá. Đấy, chỉ nhìn đơn giản như vậy thôi thì các bạn hãy nhìn thì Florentino ở Cương Lao đã đủ cân 3, cân 4 đến giai đoạn đầu game với các bạn. Một hoa, hai hoa, ba hoa, đấy, và có chiếu hai rồi. Đấy. Rồi, Florentino thì đánh nhau ở giai đoạn đầu game rất là mạnh, đặc biệt khi có level 4 và đấy là một cái pha mình sẽ chứng minh các bạn đấy rồi. Hàng đấy rồi, một hoa. Ô, hoa que 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 hoa que hoa. Ô. Que y hoa. Ôi giời ơi, hoa của mình đâu? Ôi giời ơi, không thể một bông hoa nào anh em ạ. À. Rồi, cái pha này chưa ba lao lên rồi, chưa một rồi, xong. Chào bác rồi các bạn đấy chưa. Một pha combo cơ bản nhưng mà cái pha này thực sự nó cái pha lỗi các bạn nhá. Cái pha này mình không thể hóa đâu các bạn, là mình vừa chọc một phát đi ba cái bông hoa nó bay vào cái bụi thì chịu trần chịu các bạn nhá. Tôi không sao các bạn, đó chỉ chẳng qua là một cái pha lỗi thôi, chứ không phải do kỳ năng đâu các bạn ạ. Kỹ năng mình mà nhặt được bông hoa và để mình chọc bét tê lê nghe luôn, không có bên gì hết. Rồi trong trận đấu này thì đối đầu với Omen và Thết thì mình thấy hai vị tướng này nó khá là khó, cho nên để mà lao vào hai vị tướng đấy thì mình nghĩ là sẽ làm không còn như vị tướng nào nữa thì mình vào. Còn đặc biệt rồi mình sẽ ôm thằng Lavi, ôm thằng Pen và những thằng mỏng giấy của nó, đặc biệt thằng gia tá này đấy. Rồi hàng về ôi cái thằng gia tá này áo nháy mình anh em ạ. Áo nháy để chúng tôi này các bạn thấy chưa, đấy mượt như kiểu là một cháu gái đến tuổi 18 cập kế các bạn ạ. Đấy ôi rồi mình được hái hóa anh em ơi. Đấy các bạn thấy thế nào, đừng có đua về Florentino và Cương Lao các bạn nhá. Các bạn đừng có đua nhá, đừng, mặc dù là mình chơi không tốt thôi nhưng mà đừng có láo. Đây rồi hàng tiếp các bạn ạ. Đấy không biết ba cái mạng vừa rồi thì các bạn có công nhận với Cương Lao là kỳ năng hay không, hay là gió mình kiểu lấy Cương Lao thì nhờ đồng đội, chẳng qua là có đồng đội đấy thì từ Cương Lao mới ăn được hàng chứ. Được rồi, mình sẽ phản bác một cái lập luận của tất cả các bạn và mình sẽ cố gắng một pha cân 2 cân 3 để chứng minh được các bạn, và để các bạn không bao giờ gọi là Cương Lao toàn nhờ Alepe này xích, nó nhờ đồng đội nó đánh gần hết máu để mày vào ăn hàng. Đấy được rồi, ok các bạn nhá, cái bình tĩnh nhá, mình lên game này lên full thành các bạn nhá. Các bạn không được cười mình mới nè. Không, chúng tôi không chơi đám. Rồi chưa ba lao lên, ba hoa rồi, ok chưa một đâu rồi, hoa đâu rồi, hoa hoa, ô quẹ vô hoa. Ôi không thể hoa đâu anh em ạ, hoa hết cả mắt đó anh em ạ. Khiếp, vừa bịch cái chưa ba phát mà chưa một, mình không biết có trúng hay không cái phá đấy, thì hy vọng các bạn coi chầm, các bạn có biết cái phá này trúng khả năng là trật đấy, bởi vì không thể hoa đâu các bạn ạ. Đúng quá, loạn quá các bạn ạ, mình chỉ biết là chảy ra cái hình tam giác thôi chứ mình không hoa hoe đâu, thấy cái gì nữa đâu. Đấy toàn tưởng nó chép rồi. Đấy trận đấu này thì nói không phải lên đám các bạn nhá, bởi vì như thế nào ạ,
Bởi vì đơn giản thôi, pain và giá tá nó dồn sát thương rất là to. Nếu tất cả các bạn không đến tánh thì các bạn sẽ rất là khó chống trận đấu này. Và các bạn hãy nhìn cách mình bắt thằng pain các bạn nè. Đây, giá tá đây rồi. Từ từ. Ôi giời thằng pain. Úi giời, chưa ba một phát cày đi đâu. Chưa một này, 1, 2, bạch. Đẳng cấp này, phá này mà anh em mà nói lao không phải kỹ năng lao dần đấy nhá. Cực kỳ kỹ năng, chưa một đúng các bạn, cái phá này mình phía cực kỳ chuẩn luôn đấy các bạn. Anh em nào nói là cái cân lao ăn máy do đông đổi thì đừng hãy bỏ ngay cái lập luận quan điểm đấy anh em ạ. Rồi ok, được rồi, mình sẽ chứng minh tiếp. Đấy là trong cái đai chứng minh của cân lao. Không anh em mà nó cân lao hay chơi biết chơi phải lo đâu, cầm phải lo toàn ăn hối, toàn kết mảng ở đông đổi. Được rồi ok, 4-1-4 các bạn nhá. Hãy nhìn cái KDA của mình và team mình đã còn lật kèo đấy, team mình đã còn thua team địch đấy. Ui dồi cái thằng lá vi này, ui dồi cái con ca sa nhỏ này, máy không thương nào mà thêm đôi chưa ba két. Ý vậy gấp cái kiểu mà đừng vân vân ở ngoài dùng chưa ba két để ăn con ca sa nhỏ thì ở quê mình đầy luôn các bạn ạ. Quen quá, quen rồi. Rồi khả năng sẽ có một pha combat giao tranh hay không khi mà team địch các bạn thấy chưa, để team mình mất ba cái đủ đầu nó rất là khó khăn đấy. Thì để mà lật kèo trận đấu này thì đối với cân lao đơn giản các bạn, mình chỉ cần áp dụng những cái kế sách đơn giản thôi là có thể ăn được trận đấu này. Nhưng không, đây là một clip mà mình dành tặng các bạn, không có hướng dẫn, cho nên mình sẽ hoàn toàn kỹ năng các bạn. Ôi trời, lá ví này, lá ví nha. Rồi cha bạn, ôi giỏi ơi, chưa một của mình đâu rồi, vẫn chết, vẫn giết được con chưa một này. Ba hóa này, một hóa, hai hóa đấy, không cần để báo hóa, tiếp tục thằng này tốc biến rồi các bạn thấy chưa. Đấy các bạn nhá, không có một cái lý do gì mà các bạn phải công nhận bị cương lao trong cái pha vừa rồi hết, không có một cái lượng sát thương từ đông đổi các bạn nhá, có tăng thế nữa đấy. Và mình giết cái thằng lá ví trước bản thân thiên thì nó thật hoàn toàn sặc mùi kỹ năng flo lên cái nó các bạn nhá. Rồi ra ta đây rồi, chưa một sẽ chảy đống số á, chả chưa ba chảy à, được lắm nhá ra ta nhá. Cái thằng thiên này tao đập đi bây giờ luôn á, thằng thiên à, đừng có khi nào được xuất hiện trước mặt tao đi, tao đánh cho đó nha, đừng có lão nhá. Rồi ok, thằng bên tao thách mi vào luôn, tao lên thôi rồi phun tánh bơ lo lên cho nó phun. Ôi rồi chưa bá chạy à, đấy không chạy được các bạn thấy chưa. Chỉ cần nhìn cái thái độ team địch chơi game là biết tốn trọng cương lao mức độ nó rồi. Còn anh em không biết có tốn trọng cương lao khi cầm phơ lo lên cho nó không thì mình không cần biết, những nhìn những cái dần chứng cụ thể cương lao nó có sách mách của chứng như vậy đấy, anh em phải công nhận với cương lao ra follow lên nó thì nó trong tay cương lao không khác gì các top 1 follow hết các bạn nhá. Đấy hãy nhớ cho mình một cái điều đấy đi, chứ các bạn đừng có cười cái gì không có cái chuyện cười đấy. Rồi chưa ba lao và ba hoa rồi, bạch chưa một ba hoa. Ôi dồi nó mượt mà mượt như vậy mà các bạn đang còn chế cười gì mình nữa các bạn. Đấy các bạn nha, một hóa hai hóa này đấy, thích tăng thế tao quật tao phí hóa tao cho mình nhìn lóa mắt luôn tăng thế nào, đừng còn lảo với tao. Rồi ra ta bay ra cái đấy, bay chỉ cần tăng ra ta bay ra cái thì sẽ có ba hóa đập tao trừa mặt nó luôn các bạn nhá. Đấy kỹ năng nó phải như vậy, chơi cực rất là tự tin các bạn nhá. Rồi ok, bình tĩnh anh em nha. Rồi ta phá tiếp, cái phá nhập hóa hơi lùng cùng các bạn ạ. Không phải đâu, đấy là cái mục đích mình nhặt hóa như vậy để nó thấy ê cái thằng vừa lão không biết nhặt hóa anh em ạ, để nó chủ quan anh em nhé. Đôi khi chúng ta phải có những cái chiến thuật nó kiểu đánh lừa team địch đấy. Ôi giời ơi cái pha này các bạn, ôi giời quá là ôi giời, mặt chưa ba thôi, chim cút chạy thôi, hết chưa ba rồi. Ôi thằng pến tàu sập mình đi luôn, tàu quật. Ôi giời ba hóa đấy, ôi chim cút rồi sắm rồi. Tôi ôm em, tha đi, đừng, tao xin mấy đâu, đừng, tao quật đi, tao còn gì để chơi nữa, tao quật mấy đi nó, tao giết tao. Không còn cái gì để chơi cái phá để anh em ạ, thằng Thiên với thằng, ôi ôi, thằng Thiên đánh hay thế nhé, thằng ôm em nó chạy nhánh nhờ, mình chạy một mạch như vậy thôi mà nó vừa đánh nhau vừa rệt, vẫn rệt được mình thì mình cũng còn gì để nói rồi. Thôi rồi bây giờ là những cái pha lết game thôi, hiện tại KDA của mình các bạn hãy nhìn cái cách nhá. Đấy là mình đang gánh tím nhá. Rồi, clip này thì mặc dù là một clip vui và dành tặng các bạn thôi, nhưng hy vọng các bạn hãy nhìn nhận rằng cương lao Bad Florentino ở cánh đông các bạn nhá. Đây rồi, là vì mình bắt các bạn xem này, đấy rồi. Cái thằng Levi này, cái thằng này tốc biển các bạn ạ. Đấy các bạn nhá, một pha combo combo cương lao nhưng mà không ngờ là tốc biển khổ thế cơ chứ. Đấy cái pha combo combo rất đẹp mắt, thằng thế tao đập mình tao thê mà nó mí cổ giỏi mới đừng ý mà tao một phút cơ nào, tao đập có chết không. Đấy lao thật đi. Rồi ok,
đấy sẽ là một pha combat cuối cùng của trận đấu. Và các bạn hãy nhìn cách Cương Lao làm việc này. Thằng Lavi đây rồi. Mỹ chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Thêm đừng. Rồi. Xong nhá. Ok, xong chưa? Xong chưa các bạn? Đấy, bắt thằng Lavi trước mặt thằng Thêm Bowman. Nó không thể làm gì đấy. 3 hóa này, 5 hóa mà nhiều hóa lắm. Rồi. Hy vọng clip này đúng nghĩa dành tặng tất cả các bạn. Và các bạn có nhu cầu gì hãy comment phía dưới này. Đôi khi trong những clip hướng dẫn thì mình sẽ có những cái clip gọi là thiên hướng gọi một stress hoặc vui vẻ một chút. Và sau những cái clip này thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể là những clip hướng dẫn những mèo chơi, những combo thật tốt để giúp tất cả các bạn chơi thật tốt các bạn nhá. Còn clip đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn đừng quên rằng có nhu cầu mua nick hãy nhắn tin vào số Zalo của mình nhá. Và hiện tại con Huy hết rồi, các bạn không nhảy làm gì cả. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau. Và tất cả bạn ấy mãi yêu, bye bye.